Như Quỳnh xin kính chào các anh vị quý thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Crypto. Hôm nay, mời mọi người đến với tập 2 của bộ truyện Cuồng Phong Loạn Vũ, tác giả Tề Đằng Nhàn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bíp, Tề Đằng Nhàn mở cửa biệt thự Sơn Trang Vân Đình. Biệt thự này nằm trên đỉnh núi Vân Đình, được mệnh danh là Vân Đình Thiên Cung. Tên nhóc này đúng là rất biết hưởng thụ, nể tình hắn đem biệt thự này tặng cho ta. Lúc trở về sẽ đánh đòn hắn ít đi mấy cái. Tê Đằng Nhàn để lộ ra nụ cười hài lòng trên mặt. Vĩnh Dạ Quân Vương, Sở Vô Đạo, người được kính trọng nhất trong thế giới ngầm của Trung Quốc. Lúc trước, hắn gia nhập quân đội. Sau khi giải ngũ, thành lập một tổ chức lớn gồm có những thành viên chủ chốt, lặng lẽ bảo vệ quốc gia này. Tuy nhiên, vì một lần ngoài ý muốn, Sở Vô Đạo phát điên, chém giết tất cả các kẻ địch, đồng thời cũng chĩa kiếm về phía những người đã từng là đồng bào của mình. Đến cuối cùng, một vị chiến thần đứng đầu Trung Quốc ra tay, lúc này mới bắt được Sở Vô Đạo đã phát điên, đưa đến nhà tù Udo. Sở Vô Đạo có thể mô tả là một truyền kỳ, một thần thoại, được vô số người kính trọng ngưỡng mộ, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy thương tiếc và xót xa. Tề Đằng Nhàn đã trở thành chủ nhân mới của căn biệt thự bí ẩn có giá trị 2 tỷ này. Đằng Nhàn à, đứa nhỏ thu mộng này thật không hiểu chuyện. Lại có thể ném cháu ở cục dân chính một mình rồi trở về. Cháu yên tâm, chú đã của trách nó rồi. Sắp ăn cơm tối, cháu mau trở về. Cho chú biết địa chỉ, chú sẽ cho tài xế đến đón. Còn chưa kịp đi tìm hiểu hết về biệt thự, Tề Đằng Nhàn đã nhận được điện thoại của Kiều Quốc Đào. Điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút ấm áp. Hắn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng Kiều Thu Mộng hừ lạnh. Tề Đằng Nhàn không để Kiều Quốc Đào sai tài xế đến đón mình, gọi một chiếc xe Phaeton khiêm tốn nhất trong gara của biệt thự, sau đó lái xe đến Kiều gia. Xe Phaeton đúng thật là rất ít khi xuất hiện. Người không hiểu xe nhìn thấy nó, chỉ nghĩ là một chiếc xe mười mấy vạn mà thôi. Vừa đến Vân Đình Sơn Trang, Ngọc Tiểu Long đậu xe ở cửa biệt thự, thì nhìn thấy một chiếc xe Phaeton từ đỉnh núi Vân Đình đi xuống, phóng nhanh như tên bắn chạy qua. Hả? Có phải là anh ta không? Ngọc Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, vô cùng kinh ngạc. Ai vậy tiểu thư? Long Á Nam ở một bên không nhịn được hỏi. Ngọc Tiểu Long chần chừ nói. Hình như tôi nhìn thấy Tề Đằng Nhàn từ biệt thự Sơn Trang Vân Đình đi xuống. Long Á Nam nở nụ cười, lắc đầu nói. Tiểu thư, bắt được khủng bố chi vương khiến cho cô bị thương đúng là không nhẹ. Cô vậy mà cũng có thể sẽ bị hoa mắt. Tề Đằng Nhàn là một tên giám ngục nho nhỏ, làm sao có thể được ở trên Vân Đình Thiên Cung? Lúc trước cô nhiều mối quan hệ muốn mua căn biệt thự này còn chưa mua được. Tôi thấy là gần đây cô quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa, xé bỏ hôn ước trong lòng cảm thấy hổ thẹn, lúc này mới bị hoa mắt. Ngọc Tiểu Long nghe xong không khỏi cười, gật gật đầu, cảm thấy cũng có lý. Tề Đằng Nhàn chỉ là một giám ngục cấp 2 nhỏ bé, làm sao có thể ở lại Vân Đình Thiên Cung này? Biệt thự này, cô đã từng mang thân phận trung tướng của mình ra cũng không thể lấy được. Tề Đằng Nhàn vừa ngồi vào bàn ăn cơm nhà họ Kiều, đã nhìn thấy trên mặt bàn bày một bát tôm ngâm rượu. Hương vị rượu lộ ra mùi thơm ngát, rượu ngâm tôm có màu vàng nhạt. Điều này làm cho Tề Đằng Nhàn không khỏi ngẩn người. Hai bình rượu Mao Đài 50 năm mà hắn đưa tới sẽ không bị đem đi ngâm tôm chứ? Ông nhìn rượu này xem, đồ da có màu vàng ngà, vừa nhìn đã biết là rượu giả kém chất lượng. Bát tôm ngâm rượu này, tôi đoán là không thể ăn được đâu. Bang Tú Vân vô cùng không vui nói. Ông chọn con rể không tệ nha, lần đầu tiên đến cửa đã dùng rượu giả lừa gạt ông. Mặt mũi Kiều Thu Mộng tràn vẻ khinh bỉ, nói, cầm lấy đổ đi, tránh cho ăn xong đau bụng. Trên mặt Kiều Quốc Đào hơi giận, trầm giọng nói, Đằng Nhàn chắc chắn không phải là người như thế, nói không chừng hắn là bị người ta lừa gạt. Để món ăn ở đây, con không ăn, ba ăn. Bàng Tú Vân nhíu mày nói, lát nữa lão quan sẽ tới ngay, ông cảm thấy bày món ăn này ra chiêu đãi người ta có thích hợp hay không? Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy một tiếng cười dài đầy sảng khoái truyền đến. Một người đàn ông có vẻ như gần tuổi với Kiều Quốc Đào đi vào. Đằng Nhàn, đây là bạn cũ của chú, cháu cứ gọi ông ấy là chú quan. Nếu tâm trạng của chú ấy tốt, có khi sẽ tặng cho cháu hai bức thư pháp, vậy là cháu có thể phát tài rồi. Kiều Quốc Đào cười, nói đùa với Tề Đằng Nhàn. Lão quan, thế nhưng là người có quốc hiệu đại sư, là một lão nghệ sĩ, nổi danh toàn bộ Trung Quốc, là một nhân vật đứng trên đỉnh, không phải người bình thường có thể gặp được.
Tây Đằng Nhàn lễ phép chào hỏi, lão quan vừa ngồi xuống. Bàng Tú Vân đã chuẩn bị đem bát tôm ngâm này cất đi. Lão quan lại nói, này, chờ một chút, tôi nhớ rõ tôm ngâm không phải là món ăn ngon nhất của Tú Vân sao? Đây là không chào đón tôi. Bàng Tú Vân vội vàng cười nói, lão quan ông nói cái gì vậy? Món tôm hôm nay dùng rượu không thích hợp, đây là rượu giả mà con rể tốt mới tuyển được của lão Kiều mang tới, tôi sợ ăn xong sẽ đau bụng. Mũi lão quan nhăn lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng đem bát trong tay Bàng Tú Vân để lên mặt bàn. Chờ đã, bà nói đây là rượu giả. Lão quan lúc này trong lòng rung động, bất chấp lễ nghi, cầm đũa liền gắp một con tôm đưa vào trong miệng. Bàng Tú Vân không khỏi kinh hãi nói, lão quan, mau nhổ ra, ăn xong mắc bệnh gì đó thì phải làm sao? Nếu ông thích, tôi sẽ làm lại cho ông một lần nữa. Lão quan vẻ mặt say mê, sau đó chậm rãi nói, vào miệng thơm nồng, một đường xuống cổ họng trơn tuột ngon ngọt, dư vị kéo dài, đây là rượu ngon hiếm có, sợ là mau đài 50 năm mới có hương vị như vậy. Những lời nói này vừa nói ra, ba người Kiều gia đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Phung phí của trời, phung phí của trời mà. Lão Kiều, nhà anh có mỏ khoáng phải không? Không phải còn nợ thương hội Hắc Long 20 triệu tệ, vì thiếu nợ mà sứt đầu mẻ trán hay sao? Sao có thể quay đầu lại chà đạp mao đài cổ 50 năm như vậy? Lão quan tức giận đến dậm chân, râu cũng đang run lên. Bàng Tú Vân giật mình nói, mao đài cổ 50 năm. Lão quan, ông không nhầm đấy chứ? Nhầm cái gì mà nhầm? Làm sao tôi có thể nhầm lẫn được? Lần trước uống được loại rượu này là 3 năm trước, khi hội nghị giao lưu văn nghệ ở Đế Đô được chính thức tổ chức. Hương vị kia làm cho ta cả đời không thể nào quên. Không nghĩ tới, mấy người cứ chà đạp rượu mao đài cổ đỉnh cấp 50 năm như vậy. Ôi, thật sự là đau lòng chết tôi rồi. Mấy người không uống, có thể đưa cho tôi mà. Lão quan tức giận đến mức dựng râu trừng mắt. Lấy mao đài cổ 50 năm để làm tôm ngâm, thật sự là phung phí của trời mà. Trong nhà có mỏ khoáng, cũng không thể chơi như vậy đâu. Ôi ôi! Trong lúc nhất thời, vẻ mặt hai mẹ con Bàng Tú Vân và Kiều Thu Mộng toàn là xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ là một cai ngục nho nhỏ, làm sao có thể lấy được loại vật chân quý này? Nhất định là lúc trước bị đuổi ra khỏi Tề gia, vụng trộm lấy từ Tề gia mang đến đây. Hừ! Trong lòng Kiều Thu Mộng khinh thường, nhưng cũng cảm thấy có chút lãng phí. Kiều Quốc Đào cười ha ha, nói, tôi đã nói hai người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sao đảng nhàn có thể mang rượu giả đến lừa gạt tôi được? Lão quan cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Sau khi uống ba chầu rượu, Kiều Quốc Đào bảo Tề Đằng Nhàn đến tập đoàn Kiều Thị làm việc. Tề Đằng Nhàn cười nhã nhặn cự tuyệt. Kiều Thu Mộng nhìn thấy, trong lòng lại không nhịn được cười lạnh. Tới cửa quý đầu làm con rể, còn cố ý làm bộ đắn đo về chút lòng tự trọng rẻ tiền ấy, thật là lố bịch. Buổi tối, Kiều Thu Mộng và cô bạn thân Lý Vân Uyển của mình gọi video, châm biếm chuyện hôm nay một chút. Lý Vân Uyển cũng tức giận, nói, thật sự là cóc kẻ muốn ăn thịt thiên Nga, một cây ngục nho nhỏ cũng xứng trèo cao. Trương Thiếu bên kia vẫn luôn theo đuổi cậu đó. Mộng Mộng, cậu cứ yên tâm đi, ngày mai tớ nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho hắn xấu mặt, không còn mặt mũi để gặp cậu. Quá nửa là sẽ không tiếp tục, không biết xấu hổ mà quấn lấy cậu nữa đâu. Tề Đằng Nhàn khéo léo từ chối lời đề nghị ngủ lại của Kiều Quốc Đào, trực tiếp quay về Sơn Trang Vân Đỉnh. Xe vừa dừng lại, Tề Đằng Nhàn không khỏi nhíu mày, lạnh lùng nói, ra đi. Vèo vèo vèo, vài bóng người lập tức xuất hiện chung quanh hắn. Cả người đều tất ra hơi thở lạnh lẽo, tựa như mãnh thú. Mối quan hệ của mày và Ngọc Tiểu Long hình như rất không bình thường nhỉ. Giờ mày ngoan ngoãn quỳ xuống bó tay chịu trói, hay là phải để bọn tao đánh gãy chân rồi xách mày đi? Một người đàn ông mang lên mình hơi thở âm u lạnh lẽo, lộ ra vẻ vô cùng nguy hiểm, chậm rãi nói. Tê Đằng Nhàn nghe đến cái tên đó, không khỏi bắt đầu cảm thấy phiền lòng, lắc đầu nói, tôi và cô ta không có quan hệ gì cả, các ngươi tốt nhất đừng chọc vào tôi. Ha ha, chỉ là một quản giáo nhỏ bé thôi mà cũng dám ở trước mặt bọn tao ngâm nghênh vậy sao? Bọn tao chính là tứ đại thiên vương dưới trướng của khủng bố chi vương đại nhân. Người đàn ông vừa nãy lập tức cười to, đi thẳng về phía Tề Đằng Nhàn. Một bàn tay to lớn thò ra, xé rách không khí, phát ra âm thanh vù vù, rồi lao về phía cổ họng Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn lắc đầu, với cái trình độ này, hắn tùy tiện rách một tên trong nhà giam ra, cũng có thể treo cái gọi là tứ đại thiên vương kia lên đánh rồi. Một quyền chặn lại, cũng lười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Tề Đằng Nhàn hạ nắm đấm xuống,
Bang bang bang, bốn tên cao thủ sát nhân đáng sợ như ma lập tức đều ngã xuống đất, chẳng khác gì mấy con gà đất với chó mái. Thật phiền phức, Tê Đằng Nhàn lắc đầu, nắm lấy một chân ném thi thể xuống núi. Không lâu sau đó, Ngọc Tiểu Long men theo mùi máu tanh trong không khí đi tới. Cô vừa đi đến chân vách núi, đã nhìn thấy bốn thi thể hoàn toàn biến dạng. Thế mà lại là Tứ Đại Thiên Vương, dưới tay của khủng bố Chi Vương. Bốn người này cũng là mấy tên khiến quân đội chúng ta vô cùng đau đầu nhức óc, vẫn chưa thể thành công bắt được. Sau khi Ngọc Tiểu Long thấy bốn thi thể kia, không khỏi vạn phần khiếp sợ. Cô liếc mắt một cái cũng biết bốn người này. Cô liếc mắt một cái cũng biết bốn người này là bị người đánh chết tại chỗ, sau đó thì bị vứt xác ở bãi hoang, trong lòng lại càng thêm chấn động. Là ai? Sao lại có thể dễ dàng đánh chết cả bốn người này như vậy? Máu vẫn còn nóng, rõ ràng vừa mới chết không lâu, nhưng mình lại không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu đánh nhau nào. Ánh mắt Ngọc Tiểu Long tràn ngập sự nghiêm trọng. Là một cao thủ, thực lực chỉ sợ còn cao hơn cả cô. Ngọc Tiểu Long lôi điện thoại của mình ra, đăm chiêu nhìn về phía đỉnh núi Vân Đình, phân phó nói: điều tra xem Vân Đình Thiên Cung hiện đang có ai ở, rồi phái người đến chỗ tôi thu dọn hiện trường. Sáng sớm hôm sau, Tê Đằng Nhàn nhận được cuộc gọi từ Kiều Quốc Đào. Đằng Nhàn à, cô hôn nhân này của cháu và Thu Mộng phát triển quá nhanh rồi đấy, tình cảm này cần phải được củng cố thêm đúng không? Con bé hôm nay còn hẹn mấy người bạn đến một câu lạc bộ thể thao, chuẩn bị để cháu ra mắt nữa đấy. Cho chú địa chỉ đi, để chú bảo con bé đến đón cháu. Kiều Quốc Đào cười lớn nói: được ạ. Tê Đằng Nhàn bất đắc dĩ cười cười, hắn thật sự không có biện pháp từ chối ý tốt của Kiều Quốc Đào, đành đồng ý với lời đề nghị này. Rất nhanh, Lý Vân Uyển đã lái xe tới, mang theo Kiều Thu Mộng tới đón Tê Đằng Nhàn. Sau khi Lý Vân Uyển nhìn thấy Tê Đằng Nhàn, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó khinh thường: một tên giám ngục nho nhỏ, tướng mạo cũng không phải là quá đỗi xuất chúng. Thật ra, dáng người cũng không tệ, nhưng không quyền không thế, cũng vô dụng. Làm sao lại có thể xứng đôi với kiểu nữ của Kiều gia, Kiều Thu Mộng được chứ? Bạn thân tôi, Lý Vân Uyển, hai người làm quen nhau chút đi. Kiều Thu Mộng ngồi ghế lái phụ, lạnh lùng nói. Tê Đằng Nhàn vươn tay lên, cười nói: xin chào. Lý Vân Uyển đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, nói: đừng lê ma lê mê nữa, lên xe nhanh đi, Trương thiếu gia và những người khác đã chờ sẵn rồi. Lý Vân Uyển lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến một câu lạc bộ tên Thượng Động. Ha ha, Thu Mộng, Vân Uyển, hai người cuối cùng cũng tới. Vài tên công tử tiến lên chào đón, dẫn đầu là một tên với dáng vẻ hiên ngang. Đó chính là người đang theo đuổi Kiều Thu Mộng, đại thiếu gia Trương gia, Trương Thiệu Kiệt. Nhìn trong xe còn đột nhiên xuất hiện thêm một người đàn ông, ánh mắt Trương Thiệu Kiệt không khỏi lạnh đi, nói: vị này là... Một con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Lý Vân Uyển ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn về phía Trương Thiệu Kiệt gật đầu. Trong mắt Trương Thiệu Kiệt lóe lên một tia lạnh lẽo, đánh giá Tề Đằng Nhàn một lượt từ trên xuống dưới. Quần áo bình thường, khí chất cũng bình thường, không có chỗ nào hơn người cả. Một người như vậy cũng dám theo đuổi Kiều Thu Mộng sao? Kiều Thu Mộng nhàn nhạt nói: từ trước đến giờ bản thân tôi đều nói chuyện như vậy, đừng để bụng. Tề Đằng Nhàn liếc nhìn cô ta một cái, cũng lười nói chuyện. Ha ha, nếu đã đến rồi, cho dù địa vị cao thấp thế nào, tốt xấu ra sao cũng coi như là bạn bè, vui vẻ đi. Trương Thiệu Kiệt dùng giọng điệu hờ hững nói, lập uy xong cũng không cho rằng Tề Đằng Nhàn sẽ quấy lên được. Chỉ là loại không bối cảnh, một tên chặn vương, trong mắt hắn ta cũng chỉ như một con kiến mà thôi. Trương Thiệu Kiệt nhìn Kiều Thu Mộng cười nói, Thu Mộng, không phải em vẫn luôn muốn học đấu kiếm sao? Hôm trước, anh vừa giành được hạng 3 tại đại hội giao lưu những người yêu thích đấu kiếm toàn quốc. Vừa hay hôm nay có thể dạy em. À, đúng rồi, anh cũng đã giúp em thu hồi số tiền 2.000 vạn từ Thương hội Hắc Long như đã hứa. Đoán chừng 2 ngày nữa, bọn họ sẽ trả lời. Em yên tâm, Thương hội Hắc Long tuy rằng là thế đại tài hùng, nhưng mặt mũi của anh, bọn họ vẫn sẽ cho chút ít. Kiều Thu Mộng gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia vui mừng, nói, cảm ơn Trương Thiếu. Sau khi vào câu lạc bộ, trong khi đang tìm địa điểm, Trương Thiệu Kiệt lập tức gọi một cậu ấm cũng thích đấu kiếm đến luyện tập cùng hắn ta. Chết tiệt, ai kia, có phải là tướng quân Ngọc Tiểu Long không? Ôi trời, hình như là Ngọc Tiểu Long thật, không ngờ lại có thể gặp được cô ấy ở chỗ này. Cô ấy đang bắn tên với ai vậy? Hình như là hội trưởng của Thương hội Hắc Long, Triệu Hắc Long. Oa, wow, không hổ là Ngọc Tiểu Long thần tượng của tôi, cái gì cũng tinh thông, toàn bộ đều trúng. Chỉ thấy Ngọc Tiểu Long thân mang quần áo thể thao,
tư thế oai hùng hiên ngang, dương cung cài tên, vút vút, liên tục 4 mũi tên được phóng ra, cắm chi chít ở trên vị trí trung tâm. Tê Đằng Nhàn có một loại ham muốn, gọi là muốn chửi tục con mẹ nó. Hắn xung khắc với bát tự của người phụ nữ này hay sao? Sao đi đâu cũng có thể gặp được như vậy? Thật sự là xui xẻo tám đời mà. Hắn lại vừa nhìn thấy, không khỏi mỉm cười, kia không phải là tiểu cá trạch Triệu Hắc Long đấy sao? Khi Triệu Hắc Long bị bỏ tù, thực khiến người ta phát điên, kết bỏ đồ ăn căng tin quá khó ăn, rồi đập phá căng tin. Sau đó, bị Tê Đằng Nhàn xách đến cột điện, treo cổ 3 ngày 3 đêm. Chính vì vậy, đường đường là Hắc Long đại gia, từ đó về sau, liền biến thành tiểu cá trạch. Không nghĩ tới tôi vậy mà có cơ hội tận mắt nhìn thấy được dáng vẻ oai hùng như thế này của Ngọc Tiểu Long. Cô ấy chính là nữ chiến thần mới nhất của Hoa Quốc chúng ta đấy. Nếu có thể cưới được một người phụ nữ như vậy, đừng có nằm mơ nữa đi. Ngọc gia chính là gia tộc quyền thế ở đế đô này. Tướng quân Ngọc Tiểu Long lại là một nữ trung hào kiệt, ai có thể xứng với một nữ thần như cô ấy chứ? Nhưng lực chú ý của mọi người rất nhanh đã quay trở về. Trương Thừa Kiệt cầm kiếm lên, ho khan một tiếng, sau đó bắt đầu đối chiến cùng Khẩu Âm trước mặt. Thực ra Trương Thiệu Kiệt cũng có vài phần bản lĩnh, nếu không cũng không thể giành được hạng ba như vậy. Tên con nhà giáo trước mặt này căn bản không cùng đẳng cấp với hắn, sau vài lần giao chiến đã bị hắn đánh rất kiếm trong tay, còn bị kế sát bên cổ họng. Không hổ là Trương Thiếu, quá lợi hại rồi, vừa mới năm chiêu đã đánh rất kiếm của Ngô Thiếu. Kiều Thu Mộng nhìn một màn này, ánh mắt liền sáng lên. Động tác của Trương Thiệu Kiệt phóng khoáng nhanh nhẹn, xuất kiếm to nhã tự nhiên, khiến không ít cô gái xung quanh không khỏi xuân tâm nảy mầm. Tê Đằng Nhàn nhíu mày, chuẩn bị xoay người rời đi. Hắn không muốn có dính dáng gì với nữ nhân Ngọc Tiểu Long này. Tuy rằng bốn tên tìm chết hôm qua thực sự quá tầm thường, nhưng hắn rất ghét phiền phức. Nhìn thấy Tê Đằng Nhàn chuẩn bị bỏ chạy lấy người, Lý Vân Uyển lập tức gọi hắn lại. Này này này, anh làm gì vậy? Mộng Mộng có ý tốt dẫn anh đi chơi, anh lại không nói gì đã bỏ đi rồi. Lý Vân Uyển không chút khách khí. Chắc là nhìn thấy tài đánh kiếm của Trương Thiếu nên tự biết nhục chăng? Ngô Thiếu vừa cười vừa nói, dù mới thua trận đã mở miệng, châm chọc, cười ầm lên. Sau khi nói xong lời này, gã lại quay sang phía Kiều Thu Mộng. Thu Mộng à, dù sao thì trò đấu kiếm cũng là hoạt động thể thao của quý tộc chúng ta, tên nhà quê như hắn làm sao mà chơi được đây? Cho nên à, việc muốn đi trước cũng có thể giải thích được. Biểu cảm trên mặt Kiều Thu Mộng trở nên lạnh lẽo. Tê Đằng Nhàn, anh đừng có phụ lòng tốt của người khác như vậy. Tôi có lòng tốt dẫn anh tới chơi, thế mà anh lại làm hỏng danh dự và thể diện của tôi như thế. Đến khi ba tôi biết được, ông ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Trương Thiệu Kiệt sửa sang lại dụng cụ bảo hộ của mình, thản nhiên nói, quên đi, Thu Mộng, gà mái không bao giờ có thể đứng trong bầy phượng hoàng được đâu. Cái loại hoạt động thể thao như đấu kiếm này không hợp với cậu ta, em vẫn nên để cậu ta ra ngoài đồng đánh bóng rổ đi. Khóe miệng của Tề Đằng Nhàn co giật, lắc đầu, tôi không có hứng thú với loại vận động không mang tính thiết thực như thế này. Thanh kiếm chân chính chỉ nên dùng để chiến đấu với kẻ địch của mình, không phải dùng để chơi đùa. Ngô Thiếu tức khắc sung sướng, tên ăn bám nhà quê như cậu có tư cách gì để nói đánh giá các loại hoạt động thể thao quý tộc thế này? Theo như tôi thấy, cậu chính là không biết chơi, cho nên mới cố tình đứng ở đây chém gió. Nếu như cậu cảm thấy đây là trò chơi không thiết thực, thì cậu nên thử xem. Đừng giống như một tên giết gà trộm chó, đánh một trận với Trương Thiếu đi. Trương Thiệu Kiệt lắc đầu nói, quên đi, đừng làm khó dễ người ta nữa. Tôi cũng sợ, nếu vô tình không thu tay được, sẽ làm cậu ta bị thương mất. Tê Đằng Nhàn cũng hiểu được, nếu như mình không ra tay thì đám người này nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu như việc này mà đến tay Kiều Quốc Đào, hắn cũng không tiện giải thích. Nhíu nhíu mày một lúc, Tê Đằng Nhàn đành thản nhiên nói, vậy cứ thử xem, tôi sẽ hạ thủ lưu tình. Ha ha, thật là hài hước, cái tên quê mùa nhà cậu có biết đấu kiếm là cái gì không? Thế mà cũng dám mạnh miệng như thế, Lý Vân Uyển là người đầu tiên nở nụ cười giễu cợt. Trương Thiệu Kiệt híp mắt, hờ hững nói, nếu như cậu đang muốn thử, vậy tôi sẽ chơi với cậu. Tê Đằng Nhàn thầm nghĩ, muốn giải quyết xong chuyện ở đây, rồi mau chóng thoát thân. Miễn lại đụng phải mặt của Ngọc Tiểu Long, nói chuyện thật khó ưa, đành vung tay với lấy một chiếc kiếm. Mặc đủ đồ bảo hộ đi, tôi sợ bản thân mình sẽ đánh cậu tàn phế mất. Trương Thiệu Kiệt lạnh lùng nói, không cần đâu, tốc chiến tốc thắng đi. Tê Đằng Nhàn ước lượng trước thứ đồ chơi trong tay. Lắc lắc đầu, Trương Thiệu Kiệt bực mình, nói, được,
Vậy bắt đầu thôi. Hắn dẫm bước, mũi kiếm nhắm ngay vào Tề Đằng Nhàn. Hít một hơi thật sâu, thanh kiếm trong tay vững như núi Thái Sơn. Trên người của hắn thế mà lại phát ra một loại uy áp khiến người ta sợ hãi. Tề Đằng Nhàn đứng siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí thanh kiếm trong tay đang rủ xuống mặt đất, rõ ràng là dáng vẻ của người ngoài ngành. Nhìn tư thế đứng kiếm và cầm kiếm của cậu ta, vừa nhìn đã biết là một tên ngang tay, còn sĩ diện không mặc đồ bảo hộ. Tôi thật sợ một kiếm của Trương Thiếu sẽ đâm thủng mắt của cậu ta mất. Ngô Thiếu cười lạnh nói. Kiều Thu Mộng thấy một màn như vậy, trong ánh mắt không khỏi sinh ra xúc cảm do dự. Dường như Lý Vân Uyển nhìn ra được cô ta mềm lòng, lập tức nói, Mộng Mộng, cái này cậu cũng không thể mềm lòng được đâu. Chúng ta phải để cho con cóc này biết được sự chênh lệch giữa hắn và chúng ta. Nếu không, vẫn sẽ luôn quấn lấy cậu không chịu ly hôn. Vậy không phải sẽ làm cậu chậm trễ cuộc đời sao? Trương Thiếu tự có chừng mực, sẽ không làm tổn thương hắn quá nặng. Nhiều lắm thì chỉ là cho chút dạy dỗ mà thôi, cậu đừng lo lắng quá. Dưới sự khuyên bảo của Lý Vân Uyển, Kiều Thu Mộng hơi hơi gật đầu. Bắt đầu. Sau khi một tiếng này vang lên, Trương Thiệu Kiệt sải bước rộng, vừa nâng tay lên đã đâm thẳng về phía cơ thể Tề Đằng Nhàn. Ngô Thiếu lấy làm tán thưởng, nói, các cậu nhìn một chiêu này của Trương Thiếu đi, động tác lưu loát rõ ràng, một mạch về phía trước, không có nửa phần chần chừ, đã có thể so được với vận động viên chuyên nghiệp. Một kích này của Trương Thiếu vô cùng đột ngột, hơn nữa động tác nhanh gọn thẳng thắn, không có nửa phần rườm rà, cho dù là vận động viên chuyên nghiệp thì cũng không có cách nào làm được hoàn hảo hơn thế này. Tề Đằng Nhàn vẫn siêu siêu vẹo vẹo như trước, ngay khi kiếm sắp rơi vào người mình, hắn mới chuyển động. Tên quê mùa này nhất định sẽ hối hận về việc không mang đủ đồ bảo hộ. Trong ánh mắt của Ngô Thiếu hiện lên một sự chưa tức. Lời còn chưa dứt, cổ tay Tề Đằng Nhàn xoay ngược, một tiếng cạch vang lên đã ngăn kiếm của Trương Thiệu Kiệt lại, sau đó dẫn kiếm thuận thế đi xuống, vung mạnh một cái, động tác chẳng khác nào đang đập một con ruồi. A, à, cũng dưới động tác không có chút mỹ cảm nào đáng được nhắc tới này, Trương Thiệu Kiệt ăn thiệt lớn, chỉ cảm thấy nơi cổ tay đau xót, thanh kiếm tuột ra khỏi lòng bàn tay. Trong nháy mắt đó, biểu tình của mọi người hoàn toàn cứng lại, cả một đám hai mặt nhìn nhau, đầy mặt toàn là vẻ không dám tin. Tập 2 xin kết thúc tại đây. Như Quỳnh xin hẹn các anh chị khán thính giả vào tập phát sóng sau. Mọi người đừng quên like, subscribe kênh Ngôn Tình Twitter để nhận được những thông báo mới nhất.